OK, do quá trình đang thu âm thì bị lỗi, vì vậy nên là có thể trong tuần này thì hai cái bản tin nó sẽ bị tách tách biệt ra. Bởi vì Hùng đang thu âm phần đầu tiên của bản tin video thì không biết là phần mềm nó bị lỗi, chính vì vậy nên là Hùng đã phải tạm thời xếp ở một cái phần thứ nhất. Còn đến phần thứ hai thì chúng ta sẽ phân tích lại thị trường trong tuần vừa qua, thì rõ ràng một điều là trong 2 tuần qua thì thị trường của chúng ta cũng không có nhiều các cái yếu tố rất không có nhiều các cái yếu tố đột biến thị trường, và một số cái mã cổ phiếu thì chúng ta đang theo dõi thì nó cũng khá là khó để chúng ta kiếm tiền, khó là khá khá là khó kiếm tiền, bởi vì là thị trường nó mang một cái xu thế lình xình đi ngang, và cái xu thế lình xình đi ngang này nó cũng một phần các anh chị cũng đã đọc các cái báo và tin tức, đấy là do sự cố về cái một số các cái đơn vị liên quan, do lính đến cái vụ án AVG, dẫn đến là một số cái cá nhân đã bị khởi tố, dẫn đến là thị trường của chúng ta đã gặp rất nhiều những cái yếu tố thiếu thiếu tích cực. OK, chúng ta cùng xem VHM. Đối với Vinhome thì trong trong buổi tối ngày 23 tháng 4 thì Hùng cũng có chat ở trên Zoom, hiện tại thì không hiểu sao đang bị lỗi một tí. Thì Hùng có đánh giá rằng khả năng cao thì Vinhome cũng sẽ dừng ở tích lũy ở vùng 87.5. Khả năng sẽ ở vùng 87.5 để ủng hộ cái xu thế của thị trường, và sau cái sự cố AVG thì Vinhome ngày hôm nay đã có một tín hiệu rất là tốt sau khi mà hình thành những cái phiên đi ngang ở quanh vùng giá 90 và có một phiên đẩy mạnh tăng lên với lực cầu khá, và ông đánh giá rằng sau cái dịp nghỉ lễ thì Vinhome sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu mà sẽ giúp cho thị trường của chúng ta ổn định về mặt tâm lý, ổn định về mặt tâm lý, và sẽ hỗ trợ cho thị trường. Thì hiện tại xu thế của Vinhome đang rất là tích cực. Đối với VIX thì sau những cái thông tin không tốt thì VIX đã có những cái nhịp rơi, và cái nhịp rơi mạnh nhất của VIX đã chạm về vùng 105, và sau đó thì đây là một cây nến rút chân rất là đẹp trong trong phân tích kỹ thuật. Và trong những cái bản tin trước thì cũng có đề cập đến khả năng là VIX sẽ chỉnh về quanh vùng 107, quanh vùng 107 ở đây. Khi VIX chỉnh về đây thì VIX sẽ tích lũy lại ở nền này, và sau đó thì VIX sẽ có những cái tín hiệu bứt phá để đi lên. Thì trên xu thế hiện tại thì Hùng đang thấy rằng VIX đang có những nhịp hồi rất là tốt, và đường ACD thì đang chuyển pha xu thế, như thế là đối với cổ phiếu VIX cũng đã quay trở lại pha xu thế tích cực. Đối với VRE thì trong trong đối với VRE thì Hùng đã đây ngày 23 tháng 4, lúc đó khoảng tầm 13 giờ, tức là khoảng 2 giờ kém, thì Hùng đang thấy rằng VRE đang đang có những dấu hiệu rất là tích cực. Thì VRE thì lúc đó Hùng có khuyến nghị trên Zoom mở mua vùng giá 34.5 đến 34.8, và CTG thì quanh vùng giá 21, và khi đó thì Hùng cũng có kiểm tra giá dầu đang tăng, và Hùng thấy rằng là thị trường có thể kỳ vọng sẽ lấy lại mốc 970. Về lại mốc 970 thì hiện tại thì sau khi VRE Hùng khuyến nghị mua ở phiên ngày 23 tháng 4 đây, thì sau đó thì T0, T1, T2 và hôm nay thì hàng đã về, và khi hàng về thì VRE đã có một cái lực đánh rất là tốt. Cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên đánh dấu rằng cái lực tăng của VRE sẽ được tiếp tục củng cố khi mà đường MACD đã chuyển pha xu thế rất là đẹp, và một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy VRE đang có một cái lực tăng. Thì lực tăng này nó sẽ về đâu? Thì trước hết là VRE thì Hùng đang tính ở một cái vùng 37.5. Chúng ta cần phải kiểm tra sức khỏe của VRE ở vùng 37.5. Nếu tại vùng 37.5 này lực cầu tiếp tục được duy trì thì Hùng đang có tính toán một cái tọa độ, tức là khả năng VRE sẽ đánh vượt vượt đỉnh vùng 38. VRE sẽ đánh vượt đỉnh vùng 38 ở đây. Sẽ đánh vượt vượt đỉnh vùng 38, và khi mà VRE đánh được vượt đỉnh vùng 38 thì khi đó thì VRE lại đi theo những cái sóng lớn, và khi VRE vượt được những cái xu thế đó thì VRE sẽ tiệm cận về vùng 4x. VRE sẽ tiệm cận về vùng 4x, và chúng ta sẽ xem xét những cái xu thế của VRE hàng tuần.
hàng ngày để chúng ta có thể đưa ra được nhận định cái xu thế tiếp theo. Còn trên quan điểm hiện tại thì chúng thấy VRE đang rất là tốt, và những anh chị đã mua VRE thì chúng ta tiếp tục nắm giữ, yên tâm để nắm giữ để chốt lời ở trong nhịp này. Vinamilk, đối với Vinamilk thì các anh chị cũng xem những cái bản tin của Hùng Lê, Hùng Lê đã có đề cập đến cái vùng giá 135. Ở vùng giá 135 đây là một cái nền của Vinamilk, và khi cổ phiếu này bị gãy nền thì như thế thì Vinamilk sẽ bị rơi rất là mạnh, và những cái lực rơi ở đây, những cái phiên rơi ở đây rất là mạnh của Vinamilk. Thì hiện tại Vinamilk đang có những lực hồi, tuy nhiên Hùng đánh giá rằng những lực hồi của Vinamilk nó là không thuyết phục, bởi vì những lực hồi này rất là yếu, và không ngoại trừ, đây là Hùng Lê đang tiên lượng, không ngoại trừ là Vinamilk có thể đánh giật lên ở khoảng vùng 131, tức là ở đây anh chị sẽ lưu ý là chúng ta sẽ có một cái đường lên như thế này, và chạm vào khoảng tầm vùng giá 130-132 thì như thế Vinamilk tiếp tục bị dội lại, và khi Vinamilk tiếp tục bị dội lại thì nó sẽ dội lại, và nếu mà dội lại như thế này thì kịch bản cao là sẽ về hội tụ ở vùng giá 120. Thì đây là những cái kịch bản Hùng Lê đưa ra trước. Còn nếu ở phiên sau khi mà kỳ nghỉ lễ ở lại và Vinamilk có một phiên hút dòng tiền và đánh bật một phiên rất là mạnh, với vol đạt khoảng tầm từ 1,5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu và giá tăng, thì lúc đó thì mới cái kịch bản mà sóng chỉnh mới được loại bỏ. Còn nếu mà sang tuần tới mà Vinamilk vẫn tiếp tục có những phiên giao dịch lình xình quanh vùng giá 129 đến vùng giá 130 thì đấy là những cái tín hiệu nguy hiểm mà các anh chị chúng ta cần phải lưu tâm. Ok, chúng ta cùng kiểm tra mã cổ phiếu SAB. Đối với SAB, vùng giá 240 vẫn là một nền hỗ trợ của cổ phiếu, và hiện tại thì SAB không có những cái dấu hiệu tích cực khi mà dòng tiền tiếp tục bị suy yếu, và những tín hiệu như thế này thì chúng ta cũng chỉ quan sát thôi, chúng ta cũng không có tham gia mã cổ phiếu này. VTC, đối với VTC thì trong những bản tin trước thì cũng có đề cập đến là khả năng cao thì VTC sẽ có một cái nhịp rơi rất là mạnh khi mà VTC đã gãy ở cái vùng nền ở đây khoảng quanh vùng giá 114. Tuy nhiên là sau đó thì VTC đã có những phiên hút cầu lại, tức là những phiên cầu quay trở lại đây, và đến phiên kết tuần ngày hôm nay thì VTC lại về được ở trong cái vùng gọi là vùng nền tích lũy của chúng ta, đấy là khoảng quanh vùng 114 đến vùng giá 117. Như thế thì những cái tín hiệu tại của VTC tạm thời chúng ta sẽ loại bỏ khỏi cái trường hợp là VTC xấu. Và trên một số các chỉ báo kỹ thuật thì Hùng thấy rằng là VTC đang có một nhịp hồi, và nhịp hồi này cần phải đánh bật qua vùng giá 117 thì mới thực sự tích cực, và dòng tiền cần phải kích hoạt trở lại đối với cổ phiếu VDC. Chúng ta cùng đi mã BVH. Đó, đối với BVH thì xuyên suốt tất cả những cái bản tin thường đều phân tích, và chúng ta thấy rằng những cái đường đi rất là zigzag, rất là khó chịu như thế này thì chúng ta cũng không nên tham gia những cái mã cổ phiếu, và xu thế hiện tại của BVH vẫn đang là một xu thế giảm giá. Khi mà nền cổ phiếu, những cái nền hỗ trợ của BVH thì cũng đã bị gãy, và khả năng thì BVH sẽ chạm về vùng 85. Chúng ta sẽ có thể quan sát ở vùng 85. Nếu như sang tuần tới thì nếu như BVH chạm được về vùng 85 và sau đó có những cái cây nến rút chân đi lên thì như thế thì là BVH lại tiếp tục là một trong những cái yếu tố để hỗ trợ nhịp cho thị trường mà thôi, chứ còn không, chúng ta cũng không có tham gia đầu tư đối với mã cổ phiếu này. Chúng ta cùng đi qua mã cổ phiếu họ dầu khí. Thì các anh chị có thể thấy rằng là trong những bản tin trước thì Hùng có đánh giá rằng trong tất cả các cái mã cổ phiếu blue chip hiện tại thì Hùng đang đánh giá tích cực nhất ở GAT, bởi vì GAT đã hoàn thành một cái nền tích lũy, và sau đó GAT đã có những cái phiên rũ bỏ, và sau đó thì đã vượt thoát lại thành công trên nền giá 100. Và Hùng có đánh giá rằng trong cái nhịp này thì target của GAT sẽ chạm về vùng 115. Target của GAT sẽ chạm về khoảng vùng 115 thì khả năng là cũng sẽ hết cái nhịp sóng này,
tức là khi chạm về vùng 115 thì khả năng gắt sẽ chỉnh vào đây. Trong cái phiên các anh chị có thể xem lại, trong phiên ngày 24 tháng 4 thì đâu đó gắt đã có lúc chạm 114.9, tức là gần chạm với 115, tức là gần về vùng target của nền phân tích. Thì đối với gas được trong thời gian vừa qua, ngành dòng dầu khí được tăng mạnh bởi vì là dòng dầu khí đã có cái sự ủng hộ của giá dầu thế giới. Các anh chị có thể xem đây, đây là biểu đồ của giá dầu thế giới ở trên biểu đồ, ông sẽ mở biểu đồ ngày, tức là dầu khí đã có một nhịp tăng rất là mạnh ở quanh khoảng vùng giá từ 55 mà lên đến khoảng vùng giá 67, gần vùng giá 67. Và hiện tại thì chúng ta đang thấy rằng là giá dầu đang bị rơi rất là mạnh. Các anh chị lưu ý, những tín hiệu này là những cái tín hiệu mà chúng ta cần phải lưu tâm. Bởi vì là chúng ta sẽ có những cái ngày nghỉ lễ, và khi những cái ngày nghỉ lễ kết thúc quay trở lại thì chúng ta có thể thấy rằng là với việc giá dầu nếu chúng ta không có sự hồi phục mà đang rơi mạnh như thế này thì dòng dầu khí cũng sẽ là một cái dòng mà chúng ta cần phải lưu tâm và chúng ta cần phải chốt. Thì đối với gas đã hoàn thành target, gần như là Hùng đã phân tích gas gần như đã hoàn thành về target vùng 114 đến vùng 115. Chúng ta cùng điểm qua mã PVD. Đối với PVD thì Hùng đã phân tích hai nhịp sóng. Nhịp sóng thứ nhất là từ vùng giá khoảng 15.5 về đến vùng 19, và nhịp sóng thứ hai là bẻ kịch bản để tiếp tục đưa PVD về vùng giá 21, khoảng vùng giá 21. Những tín hiệu của hiện tại của PVD thì PVD đang lình xình ở quanh vùng giá 19. Quanh vùng giá 19 thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê. Lưu ý giúp Hùng Lê là khi mà thị trường chúng ta giao dịch trở lại thì chúng ta sẽ chú ý đến cái vùng 18.8 của 18.8. Ok, chúng ta sẽ chú ý đến vùng 18.8 của PVD. Nếu như PVD bị thủng vùng 18.8 với vol đạt khoảng tầm từ 5 đến 6 triệu cổ phiếu thì đấy là thời điểm mà chúng ta nên tất toán cổ phiếu PVD. Tuy nhiên nếu PVD vẫn tiếp tục tích lũy được ở trên vùng 18.8 đến vùng 19 thì cái kịch bản mà Hùng đưa ra ở đây, tức là kịch bản mà trong cái nhịp sóng sau khi mà chỉnh xong để PVD tiệm cận về vùng giá 21 là vẫn còn. Đấy, các anh chị lưu ý như thế. Tức là phân tích kỹ thuật là gì? Chúng ta sử dụng dữ liệu quá khứ để chúng ta định lượng một cái dữ liệu tương lai. Nó không có gì thần thánh hóa cả. Các anh chị đừng có thần thánh hóa nó lên. Đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì đối với PVD, các anh chị lưu ý như vậy. Đối với PVS thì trong team Hùng Lê đang có một số các anh chị đang nắm giữ mã PVS. Thì PVS Hùng đã có một nhịp phân tích từ nền 19 về nền giá 22. Và sau đó tiếp tục bẻ kịch bản từ nền giá chỉnh và về nền giá 24. Về nền giá 24 thì trong cái nhịp sóng này thì Hùng đánh giá rằng nền giá 24 thì kịch bản về nền giá 24 là đã được xác lập. Các anh chị lưu ý là như thế. Kịch bản về vùng giá 24 đã được xác lập rồi. Đây đã có những phiên chạm về vùng 24. Và hiện tại những tín hiệu của PVS thì Hùng đánh giá đang khá là tốt và khá là ok. Và sau khi kỳ nghỉ lễ hoàn thành xong thì Hùng đang có kỳ vọng là PVS có thể có một phiên đánh hút dòng tiền để break vượt thoát vùng 24 ở đây. Kịch bản này có xảy ra hay không thì chúng ta sẽ cần phải quan sát tiếp, nhưng Hùng đang tiên lượng rằng khả năng là kịch bản này có khả năng cao là sẽ xảy ra. Với một phiên tăng mạnh hút dòng tiền quanh vùng giá 24 thì trong cái kịch bản này Hùng phân tích về vùng giá 24, nhưng Hùng đang có thể tiên lượng rằng là khả năng thì PVS sẽ tiệm cận về vùng giá 25.5 đến vùng giá 26. Khả năng cao thì khả năng là Hùng đang kỳ vọng ở đây. Tuy nhiên cái sự kỳ vọng là một chuyện, nhưng chúng ta cần phải theo sát những cái tín hiệu kỹ thuật mà cổ phiếu này phản ánh. Nếu như PVS bị thủng, các anh chị lưu ý, nếu như PVS bị thủng cái vùng hỗ trợ đây, tức là Hùng đánh giá khoảng quanh vùng 22.5. Xin lỗi cả nhà, 23, vùng 23 cơ. Nếu như PVS bị thủng vùng 23 với vol đạt khoảng tầm từ 4 đến 5 triệu cổ phiếu thì đấy là những cái tín hiệu nguy hiểm của PVS, chúng ta cũng cần phải hiện thực hóa đối với mã cổ phiếu này, bởi vì giá dầu của chúng ta đang giảm. Các anh chị lưu ý, giá dầu của chúng ta đang giảm. Trong tuần vừa qua thì có một Hùng cũng có xem một mã cổ phiếu PVI. Đối với PVI đã có một cái nhịp tăng rất là tốt. Về cơ bản các anh chị có thể xem về các yếu tố cơ bản của PVI thì đây cũng là một cái cổ phiếu cơ bản tốt của dòng dầu khí.
Tuy nhiên đối với PVI thì đã có một cái mức tăng khá là mạnh rồi. Thì cái đặc điểm của PVI là PVI đi đến đâu thì xây chắc đến đó, PVI đi đâu thì xây chắc đến đó. Tuy nhiên là trong một cái nhịp này thì chúng đang thấy rằng PVI đang rũ lại, thì khả năng chúng ta sẽ quan sát PVI ở quanh vùng giá 40, khả năng PVI sẽ rũ về vùng giá 40. Và tại đây thì cổ phiếu này nếu các cái yếu tố tạo lập đang còn thì khả năng cổ phiếu này sẽ chỉ rơi về đây thôi, rơi về đây và sau đó thì sẽ lình trình và có thể lại nhúc nhác đi lên. Thì đây là một cái mẫu cổ phiếu mà đi đến đâu thì sẽ chắc đến đó. Hùng sẽ phân tích tiếp một mã cổ phiếu BSR. Trong tuần vừa qua thì BSR đã có những cái tín hiệu khá là tốt. Khi BSR đã có một cái vùng nền tích lũy ở đây, các anh chị có thể xem lại. Tức là nếu mà những anh chị nào mà chúng ta có một cái định hướng đầu tư lâu dài, thì khi cổ phiếu nó về những cái nền tích lũy này thì chúng ta có thể mua thăm dò, và khi cổ phiếu có những cái tín hiệu tích cực thì chúng ta có thể mua gia tăng tỷ trọng thêm. Thì ở trên cái góc độ phân tích kỹ thuật hiện tại thì Hùng thấy rằng BSR hiện tại đang rất là tốt sau một cái nền tích lũy khá là dài ở quanh vùng giá từ 12 đến vùng giá 13, và sau đó thì BSR đã có một phiên, đấy là phiên ngày 24 tháng 4, phiên này thì nước ngoài mua rất là mạnh, đẩy cổ phiếu BSR lên vùng giá 14. Tuy nhiên đối với BSR thì cái vùng đặc trưng của cổ phiếu BSR, các anh chị lưu ý đấy là BSR đánh thường, các anh chị để ý nhé, những cái nhịp đánh của BSR đây cũng sẽ view lại cho các anh chị, tức là BSR đánh sẽ rất nhanh, những cái nhịp đánh rất nhanh, và sau đó thì đây các anh chị nhìn thấy những nhịp đánh của BSR rất là nhanh, đúng không ạ? Tăng rất là nhanh đây, những nhịp tăng rất là nhanh, nhịp tăng rất là nhanh, và sau đó thì cổ phiếu sẽ nhanh chóng bị rũ lại nền. Và chính vì như vậy nên là nếu như các anh chị có ý định tham gia cổ phiếu BSR thì chúng ta phải dứt khoát, tức là chúng ta phải mở mua ngay từ những cái phiên đây. Và Hùng đánh giá rằng BSR các anh chị có thể tham khảo ở quanh vùng giá 13.5 đến 13.7, đấy là một cái vùng ở đây. Thì nếu như chúng ta đã có dự kiến để mua thì chúng ta sẽ mua khẩn trương ở trong cái vùng này để chúng ta lấy vị thế, và chúng ta lấy cái điểm đấy là gọi là lợi thế về T cộng và lợi thế về giá. Và nếu như BSR đánh thì nó sẽ đánh rất là nhanh, các anh chị lưu ý như thế. Và chúng ta cũng chỉ lướt BSR ở mức gọi là T cộng, tức là sau T cộng 3 hàng về, chúng ta quan sát nếu cổ phiếu quay đầu giảm giá chúng ta sẽ ra hàng. Đó. PLX. Đối với PLX thì Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị ở trên Zoom thì có một anh chị hỏi về Đạm Phú Mỹ, thì Hùng cũng đã phân tích khá là chi tiết về mã cổ phiếu này. Đối với PLX đâu, PLX khoảng vùng Hùng đánh giá vùng 60, khoảng vùng 60 đến vùng giá 61. Chúng ta cùng xem PLX. Đối với PLX thì Hùng quan sát thấy một cái nền các anh chị nhìn thấy khi PLX đi lên và rũ sạch hoàn toàn, và sau đó thì lại có một cái nền tích lũy lại ở quanh vùng giá 60.5. Đối với PLX thì Hùng Lê thấy rằng cái rất thích hợp với những cái dòng tiền lớn, những cái dòng tiền lớn để chúng ta, đây là một mã cổ phiếu mà cái thanh khoản nó cũng khá là tốt để chúng ta có thể khi chúng ta có những cái biến cố thị trường thì chúng ta cũng có thể bán được. Và đây cũng là một cái mã cổ phiếu khá là yêu thích của Hùng Lê trong ngành dầu khí. Thì Hùng có đánh giá rằng ở vùng giá 60.5 đến vùng giá 61, 60.5 đến vùng giá 61, đấy là những cái vùng mà có thể mở điểm mua đối với PLX. Thì hiện tại thì trong phiên kết tuần, PLX đang thể hiện một góc nhìn khá là tích cực. Ok, khá là tích cực. Tuy nhiên cái việc mà cổ phiếu này đang gặp phải vùng, anh chị lưu ý cổ phiếu khả năng sẽ gặp vùng kháng cự mạnh ở vùng giá 63. Và khi cái vùng ở đây khoảng vùng 63. Ok, đây khoảng vùng giá 63, đây là một cái vùng mà hiện tại PLX và thậm chí là vùng 62.5. Đây là một cái vùng mà PLX đang vật vã 1 2 3 lần không vượt qua. Thì quá tam ba bận, chúng ta sẽ cùng quan sát PLX ở trong nhịp này xem là có vượt thoát được thành công ở vùng giá 62 đến 62.5 đến 63 hay không. Và khi PLX vượt qua được với những yếu tố về kỹ thuật thỏa mãn thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết đối với PLX ở trong nhịp này.
Ok, chúng ta cùng qua các cái mã cổ phiếu ngân hàng Vietcombank. Đối với Vietcombank thì trong các bản tin trước thì Hùng có phân tích rằng Vietcombank sẽ chạm về vùng giá 70. Hùng đánh giá rằng về vùng 70 cũng là vùng hết sóng của Vietcombank. Hiện tại thì Vietcombank đang có những phiên kéo xả, cũng không hẳn là kéo xả, nhưng mà những phiên đi như này thì nó cũng không thực sự là tích cực. Và khả năng thì cũng sẽ có một phiên để hút lại dòng tiền về vùng giá 70 thôi. Đối với Vietcombank thì Hùng cũng đánh giá rằng về đến 70 cũng là hết sóng của nhịp này. Và sau đó Vietcombank sẽ bước vào một cái chu kỳ chỉnh tích lũy. BIDV. Đối với BIT chưa có những yếu tố thực sự xuất sắc khi mà BIT vẫn tiếp tục hành trình đi ngang. Và vùng giá hỗ trợ của BIT vẫn là vùng 34.5. Hiện tại thì Hùng chưa thấy BIT có những yếu tố tích cực nào. CTG. Đối với CTG thì Hùng đã thấy rằng CTG đã có một nhịp chỉnh. CTG đã có một nhịp chỉnh và Hùng có khuyến nghị các anh chị là ở vùng giá 21 thì chúng ta có thể mở các cái điểm mua thăm dò quanh vùng giá 21. Tuy nhiên đây chỉ là những điểm mua thăm dò, các anh chị lưu ý dòng tiền vẫn đang khá là cạn cung đối với dòng cổ phiếu ngân hàng. Chính vì vậy nên là cái động lực để mà công thương tăng mạnh thì hiện tại nó cũng chưa nhiều. ACB. Ok, ACB vẫn là một nền tích lũy đi ngang. Ở quanh vùng giá 30. Đối với ACB thì cũng chưa có những yếu tố thực sự là xuất sắc. Vẫn là một vùng tích lũy đi ngang. Vâng, rất là dài, rất là nặng mông đối với mã cổ phiếu này. Khi lên được đến vùng 33 và 32 nhỉ? Ở đây lên được vùng 32 và sau đó thì rũ sạch sẽ và lại về đến vùng nền. Ok, vẫn chưa có những yếu tố tích cực. Chúng ta cùng xem mã STB. Đối với STB thì đây cũng là cái mã mà nó mang tính đầu cơ cao. Tuy nhiên dòng tiền hiện tại thì nó cũng không có, chưa có những cái hội đủ những cái yếu tố mà có thể đánh giá rằng có những cái lực đánh mạnh từ cổ phiếu này. Chúng ta cũng tạm thời chúng ta chưa tham gia. MBB. Đối với MBB thì trong những bản tin trước thì Hùng có đề cập đến các anh chị một cái vùng nền khoảng vùng 21.5. Đây là vùng hỗ trợ thì khả năng cứ chạm, vẫn chạm đi lanh quanh thế này thôi, chứ cũng chưa có được những cái yếu tố thực sự là xuất sắc. Khi mà dòng tiền vẫn tiếp tục bị cạn và những cái tín hiệu kỹ thuật thì Hùng chưa có thấy thực sự mạnh. Ok, chúng ta sẽ qua các cái mã về chứng khoán HCM. Đối với HCM thì các anh chị có thể xem lại trong những cái bản tin phân tích của Hùng Lê từ rất sớm, khi mà cổ phiếu này đã có những cái nhịp chỉnh giảm thì Hùng đã tiên lượng rằng là HCM có thể chạm về khoảng vùng giá 20, ở đây là khoảng vùng giá 26, anh chị có thể xem lại, đúng không, khoảng vùng giá 26. Tuy nhiên là HCM đã có một cái lực đánh khá là mạnh về đến tận vùng giá 24. Anh chị đây. Và cái vùng này cũng là một cái vùng hỗ trợ khá là mạnh của HCM. Thì khi về vùng hỗ trợ mạnh thì cổ phiếu này đã có một phiên đánh rất là mạnh đi lên ở đây. Tuy nhiên Hùng đánh giá rằng là cái việc mà cổ phiếu này sẽ chưa tăng mạnh ngay được đâu. Khả năng thì cổ phiếu này vẫn sẽ phải có một cái nền tích lũy ở quanh vùng 25. Quanh vùng 25 ở đây. Sau kỳ nghỉ lễ thì sẽ tích lũy lại ở quanh vùng 25. Tích lũy một ít thời gian ở đây để lấy lực và sau đó thì sẽ có những nhịp đánh lên. Thì những cái nhịp đánh lên thì Hùng sẽ phân tích sau. Nhưng mà đầu tiên phải cần tích lũy, đúng không? Chúng ta cần phải tích lũy lại đây đã. Chúng ta sẽ chưa chạy được ngay đâu. Và nếu mà chạy ngay thì lực chạy nó sẽ không bền và nó sẽ đổ rất là nhanh. Đối với SSI thì hoàn toàn cũng tương tự. Đấy là các anh chị xem những bản tin thì Hùng có thể đã tiên lượng rằng SSI sẽ có một cái nhịp chỉnh rất là mạnh. Và rõ ràng là SSI đã chỉnh về đến tận vùng 25. Tức là chỉnh về tận cái nền tích lũy ở đây. Và khi về vùng hỗ trợ thì thường khi cổ phiếu về vùng hỗ trợ thì SSI lại có lực bật lên. Đó, thì các anh chị có thể thấy rằng khi Hùng Lê phân tích ở trong nhịp tăng của SSI, Hùng có đánh giá rằng SSI có thể chạm về vùng 29 đến vùng 30. Đó, và sau khi chạm về đến vùng target Hùng phân tích thì sau đó thì SSI có một nhịp rơi và rơi sạch sành sanh luôn. Tức là đánh bay hết toàn bộ những cái thành quả của chúng ta nếu chúng ta không thoát kịp và chúng ta không phản ứng. Và hay nói cách khác là nếu những anh chị nào không xem những bản tin của Hùng Lê thì chắc chắn là sẽ có thể sẽ bị dính cổ phiếu SSI.
Và hoàn toàn tương tự như HCM thì hiện tại SSI của chúng ta cũng cần thời gian để chúng ta tích lũy trở lại ở đây. Ok. Chúng ta cùng đi qua một mã cổ phiếu rất tuyệt vời, Hòa Phát. Đối với Hòa Phát thì Hùng cũng đã khuyến nghị các anh chị mua. Hòa Phát, Nam Long thì ok rồi, Hòa Phát. Đây, Hùng đã khuyến nghị các anh chị mua Hòa Phát ở quanh vùng giá 32.5 đến vùng giá 33. Khi đó thì Hùng có đánh giá rằng Hòa Phát đã có những cái phiên tạo nền ở đây. Phiên tạo nền ở quanh vùng giá 31 đến vùng giá 31.5. Rất là tích cực, và trong phiên ngày hôm nay thì Hùng có để ý thấy rằng là Hòa Phát đã có một cái lực cầu rất là tốt. Đặc biệt trong phiên này thì nhà đầu tư nước ngoài đã tập trung quay trở lại mua Hòa Phát. Và đối với Hòa Phát hiện tại thì Hùng đang nhìn ở một cái góc nhìn nó tích cực hơn. Các anh chị lưu ý, Hùng đang nhìn ở một góc nhìn nó tích cực hơn của Hòa Phát ở giai đoạn hiện tại. Đó là Hòa Phát sẽ đi vào nhịp sóng 3 lớn. Nếu như các anh chị mà chúng ta học về lý thuyết sóng Elliott thì sau này thì Hùng sẽ có những cái bản giới thiệu đến các anh chị các cái phương pháp trending, thì sau đó thì chúng ta sẽ dần dần hoàn thiện tất cả những cái nền phân tích kỹ thuật của mình. Thì Hùng đánh giá rằng là trong một cái nhịp đầu tiên Hùng phân tích, khi Hòa Phát ở quanh vùng giá 30 đã khuyến nghị mua, và khuyến nghị các anh chị ở vùng giá 3 chốt ở vùng giá 34 đến vùng giá 35. Và sau đó thì Hòa Phát đã có một nhịp chỉnh giảm về đến vùng giá 31 thì rất là đẹp. Về đến vùng giá 31 Hòa Phát đã có hai lần test ở đây, rất là thành công. Và đến ở giai đoạn hiện tại, khi mà lực cầu quay trở lại, Hùng đang quan ngại nhất đối với Hòa Phát hiện tại là dòng tiền. Nếu như dòng tiền tiếp tục quay trở lại với cổ phiếu Hòa Phát thì rất có thể là cổ phiếu Hòa Phát sẽ bước vào cái nhịp sóng 3. Và cái nhịp sóng 3 là một nhịp sóng mà cổ phiếu chạy rất là dài. Các anh chị lưu ý, nhịp sóng 3 của cổ phiếu thì thường là cổ phiếu sẽ chạy rất là dài. Nếu như chúng ta đã được học về lý thuyết của sóng Elliott thì như vậy. Và cái nhịp sóng 3, vì chính cái nhịp sóng 3 nó chạy rất là dài nên có thể là cái nhịp sóng 3 này, đây là một cái đường Hùng tiên lượng thôi. Tiên lượng của một cái đường đi sóng 3 có thể là sẽ chạm về vùng 44 đến vùng giá 45. Nói như vậy thì các anh chị lại nói rằng là Hùng lên nói phét. Đúng ạ, quá là nói phét luôn. Bây giờ nó đang ở vùng giá 34 mà bảo nó lên 44, chạy 10.000 nữa, đúng là nói phét. Nhưng mà Hùng Lê nói rồi, tất cả những cái tín hiệu kỹ thuật là chúng ta sẽ xem hàng tuần. Các anh chị lưu ý, chúng ta sẽ xem hàng tuần. Và khi thỏa mãn những cái yếu tố kỹ thuật nào thì Hùng sẽ tiếp tục phân tích target, giống như là Hùng phân tích đối với PVD hay PVS. Đó, khi hoàn thành cái mục thứ nhất thì chúng ta sẽ hoàn thành tiếp cái mục thứ hai, và chúng ta sẽ hoàn thành tiếp cái mục thứ ba. Còn trong cái nhịp ngắn hạn này thì Hùng đánh giá rằng khả năng Hòa Phát sẽ chạm lại về vùng đỉnh cũ ở đây. Và cái vùng đỉnh cũ này có vượt được hay không thì khi đó chúng ta mới tính được đến những cái vùng target cao hơn của Hòa Phát ở trên này. Đó, các anh chị lưu ý như thế. Còn trên tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị mua Hòa Phát, và Hùng đánh giá rằng Hòa Phát đang khá là tốt, khá là ok, và đây là một mã cổ phiếu mà chúng ta đáng để đầu tư. Các anh chị lưu ý nhé, khi Hùng lên phân tích thì những mã cổ phiếu nào đáng để đầu tư thì Hùng sẽ nhấn mạnh cho các anh chị để chúng ta có thể nốt lại, đúng không ạ? FPT. Đối với FPT thì Hùng cũng đã có phân tích ở hàng tuần. Và trong những cái nhịp phân tích của FPT thì Hùng không có còn khuyến nghị các anh chị mở điểm mua, mà Hùng chỉ khuyến nghị các anh chị điểm chốt. Thì Hùng có phân tích rằng trong cái nhịp đánh này thì FPT có thể chạm về vùng giá 50 đến vùng giá 51. Các anh chị lưu ý, ở đây là cái vùng target và cũng là cái vùng gần như là cái vùng hết. Hùng đánh giá rằng khả năng là sẽ hết sóng. Cùng lắm thì nó sẽ đánh được lên đến vùng giá 52 thôi. Đó, đấy là những cái nhịp Hùng lên phân tích. Thì với FPT, những anh chị nào đang cầm nắm thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. Chúng ta không mở điểm mua, chúng ta không đu theo những cái mã cổ phiếu khi mà cổ phiếu nó đã tăng lên rất là mạnh rồi. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu G. Đây là một số cái mã cổ phiếu Blue Chip. Bởi vì G thì một số các anh chị cũng có hỏi Hùng Lê là có nên mua hay không. Thì trên góc nhìn hiện tại thì Hùng thấy như thế này. Hiện tại thì G đã có một nhịp chỉnh sóng một chỉnh, xong có một cái sóng hồi nhẹ, và xong có một nhịp sóng hai chỉnh. Nhưng mà Hùng đánh giá rằng cái nhịp sóng hai chỉnh này thì nó cũng chưa thực sự là dài.
Tuy nhiên những cái yếu tố hiện tại thì chúng ta có thể thấy rằng là Di đang có những cái manh mún là Di đang có những cái yếu tố tạo nền ở quanh vùng giá 31, quanh vùng giá 31 và khả năng thì Di đang có một cái lực hồi để đánh lại. Còn lực hồi này đến đâu thì hiện tại thì Hùng cũng chưa thể tiên lượng được. Bởi vì nhìn sóng của Di thì hiện tại cũng 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 chưa rõ, nhưng mà chắc chắn sẽ có một lực hồi. Còn với điểm những cái điểm của Di mà khuyến nghị mua thì Hùng không có khuyến nghị. Còn những anh chị nào đang cầm Di thì có thể cũng canh những cái nhịp hồi để chúng ta có thể chốt Di. Novaland. Cái mã Novaland này thì thanh khoản nó rất là thấp, tuy nhiên là cái mức độ ảnh hưởng đến thị trường thì nó cũng khá là tương đối. Các anh chị có thể xem lại những cái vốn hóa của Novaland. Thì đối với Novaland thì Hùng có đánh giá ở một cái nền ở đây là Novaland thường có một cái nền ở đây là nền 56 đó. Tức là phân tích kỹ thuật nó là như vậy, tức là đây là cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ mà cái cô gái luôn luôn rẽ đi lên, đúng không ạ? Tức là cứ về đến vùng 56 thì cô gái này đi lên và chúng ta sẽ đi theo cô gái đó. Phân tích kỹ thuật nó chỉ là như thế thôi, chúng ta sử dụng những cái dữ liệu ở trong quá khứ để chúng ta tìm thấy những cái điểm hỗ trợ. Còn đối với Novaland thì cái tính đầu cơ nó khá là cao, vì vậy nên là những anh chị mà lướt lát mã này thì chúng ta cũng nên cân nhắc là mua sớm, về sớm, chứ chúng ta lên đến những cái điểm cao này thì chúng ta cũng hạn chế mua, bởi vì như thế nó sẽ rất rủi ro cho các anh chị. VCG. VCG thì đối với VCG thì trong cái nhịp phân tích trước thì cũng đã phân tích ở VCG đến về đến vùng giá 26. Về đến vùng giá 26. Tuy nhiên sau đó thì VCG đã có một cái lực đánh lên rất là mạnh, rất là mạnh, thì Hùng sẽ phải xem lại sóng một tí, xem là sóng 5 thì khả năng là cũng không còn nữa. Không còn nữa, không còn đáng để đầu tư nữa. Sóng 2 của cổ phiếu này đã chạy sang sóng 3. Sóng 1. Đối với VCG thì bây giờ nếu mà xét về lý thuyết sóng thì nó cũng sẽ rất là khó, bởi vì ở đây thì nếu như chúng ta bỏ qua một cái đoạn nhiễu này. Cái đoạn nhiễu này thì chúng ta cũng có thể xem đây là sóng 1. Sóng 1 thì sau đó thì VCG có một sóng chỉnh 2, và bây giờ nếu mà xem như vậy thì VCG đang bước vào sóng lớn 3. Và sóng 3 lớn nếu mà chúng ta bỏ qua ở đây, nếu mà chúng ta như thế thì sóng 3 lớn thường là nó sẽ về đúng bằng cái nhịp của sóng 1, tức là như thế thì VCG sẽ về khoảng vùng 35 đến vùng 36. Khá là đó. Nếu chúng ta mà xem sóng thì khả năng là sẽ như thế này. Hơi cao. Ok, thôi không sao cả, nhưng mà với giai đoạn hiện tại thì Hùng cũng không có yêu thích cổ phiếu VCG lắm. Còn nếu mà một số các anh chị nào mà chúng ta quan tâm đến VCG thì chúng ta cũng có thể quan tâm lại ở VCG quanh vùng giá đây này, quanh vùng giá 27. Ok, quanh vùng giá 27. Và nếu như cổ phiếu này thủng vùng 25 thì chúng ta cắt lỗ, còn nếu mà trên vùng 27 thì chúng ta vẫn có thể tham gia và đánh giá rằng cái nhịp này nếu mà theo lý thuyết về sóng như thế thì vẫn còn một nhịp tăng. Ok. Chúng ta xem mã Bình Minh và MWG, BMP. Đối với BMP thì hiện tại chúng ta cũng chưa có những cái tín hiệu thực sự là xuất sắc, và đây một cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ đó, một ngã tư đèn xanh đèn đỏ quanh vùng giá 46, chạm vùng 46 thì thường cổ phiếu sẽ bật lên, và chúng ta đang thấy rằng Bình Minh đang có xây những cái vùng ở đây, đang xây ở những cái vùng ở đây, thì đây cũng là một mã cổ phiếu mà đánh nhanh về nhanh, tức là nó cũng không có đánh dài, thì những cái nhịp đánh của Bình Minh cũng rất là nhanh. Thì nếu mà những anh chị nào mà quan tâm đến cổ phiếu này thì các anh chị có thể mở mua thăm dò quanh vùng giá 46. Hùng sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu MWG. Tại sao Hùng lại phân tích mã cổ phiếu này? Bởi vì đối với mã cổ phiếu MWG thì trên Zoom cũng có một số anh chị có hỏi Hùng là MWG có mua được không? MWG có mua được không? Bạn nào hỏi nhỉ? Hình như Hùng có
PVD. À đây, bạn Quyên có hỏi Hùng là bây giờ vào MVKG được không, thì Hùng có trả lời ở đây, có ở vùng giá 83. Khi đó thì đối với MVKG thì hiện tại là chúng ta cũng có thể thấy rằng một cái nhịp đi lên, và khi đó Hùng có nhìn ở vùng giá 83. Vùng giá 83 là một cái nền hỗ trợ của MVKG, và khi đó Hùng đang thấy rằng có những cái lực hồi khá là tốt ở đây, thì Hùng có khuyến nghị là ok, có thể mở mua được ở trong vùng giá đó, vùng giá 83, tức là bạn ấy hỏi ở trong phiên ngày 24 đây. Thì như thế là nếu mua ở trong vùng đó thì ngày hôm đó thì bây giờ đã là T0, T1, T2, và ngày thứ thứ năm thị trường giao dịch trở lại thì MVKG đã về đến tài khoản. Ok đó, thì chúng ta thấy rằng là những cái điểm mua sớm lợi T, lợi về giá rất là quan trọng, mà đặc biệt là lợi T. Khi lợi T thì nếu mà thị trường của chúng ta có vấn đề gì, có vấn đề biến cố gì thì chúng ta sẽ rất là tự tin để chúng ta có thể xử lý tài khoản của mình. Ok, như vậy là chúng ta vừa list lại toàn bộ thị trường trong tuần vừa hai tuần đúng đúng nói đúng hơn là trong 2 tuần vừa qua. Và trong 2 tuần vừa qua thì chúng ta cũng có thể nhìn chung chung quy lại là thị trường của chúng ta, đối với VN Index của chúng ta thì đang có một cái xu thế đi ngang, và thậm chí là một xu thế giảm giá, với việc là thị trường thanh khoản tiếp tục bị cạn kiệt, cho thấy rằng tâm lý của nhà đầu tư cũng đang khá là e ngại sau cái sự cố AVG, tức là sau khi bản tin video năm 2 Hùng up lên thì sau đó thì ngày hôm sau đúng không ạ, trong cái dịp nghỉ lễ ngày 10 tháng 3 thì các cái thông tin về sự cố AVG đã được đăng lên, và dẫn đến là tâm lý của nhà đầu tư hết sức là bi quan, dẫn đến việc là thị trường đã có những phiên chạm về vùng 960. Và vùng 960 ở đây, ở vùng 960 965 965 cũng là một cái ngưỡng hỗ trợ khá là tốt của thị trường, thì sau đó trong tuần vừa qua thì VN Index của chúng ta đã có một cái nhịp hồi, và trong buổi tối ngày 24 đúng không ạ? Trong buổi tối ngày 23 thì Hùng đã có list lại toàn bộ thị trường cho các anh chị ở trong team của Hùng Lê. Hùng có đánh giá về thị trường chung, và sau đó thì giá dầu, Hùng có đánh giá các cái trụ, và sau đó thì các cái mã trụ và sự cố AVG thì Hùng cũng đánh giá list lại. Thì lúc đó thì Hùng có đánh giá rằng là thị trường sẽ có thể có sức xuất hiện một cái lực hồi vào ngày mai nếu như mà thị trường vượt được qua mốc 970. Thì đấy là đêm ngày 23 và đến ngày 24. Ngày 24 thì rõ ràng một điều, đến ngày 24 thì thị trường đã lấy lại được vùng 970 70 và đang có một cái lực hồi khá là tốt. Tuy nhiên thì Hùng cũng đã có cảnh báo ở trên room, đó là khi mà lực hồi này sẽ đập về vùng 985 sẽ bị chững lại. Chính vì vậy là chúng ta sẽ kiểm tra lại ngưỡng 985. Ngưỡng 985 chính là cái ngưỡng mà Hùng đã vẽ ở trên này, ở xuyên suốt các cái bản tin Hùng phân tích về thị trường chung, ở từ 1.000 điểm đến 985 điểm, đây là những cái ngưỡng hỗ trợ. Và khi thị trường từ một cái vùng đáy đi lên đập vào cái ngưỡng hỗ trợ thì nó lại trở thành một cái ngưỡng kháng cự rất là mạnh, dẫn đến việc là về đến vùng 985 thì chúng ta cần phải kiểm tra lại. Và như thế là bây giờ coi như là về 980 rồi, còn 5 điểm nữa thì các anh chị cũng phải lưu tâm cho Hùng Lê những cái điểm mở mua mới ở trong thời điểm khi mà thị trường quay trở lại giao dịch. Còn trên xu thế hiện tại thì Hùng đang thấy rằng lực hồi của thị trường đang khá là ok ở trên hai góc độ. Hùng sẽ phân tích sâu, đấy là sự cố AVG thì chúng ta lo ngại rằng VIX sẽ chỉnh rất là sâu, hoặc là Vinhome hoặc là VRE, thì cả ba bộ ba cổ phiếu của họ nhà VIX đã chỉnh xong và sau đó đã quay trở lại tăng điểm, như thế là rất là ok, rất là tốt. Mà đặc biệt VRE đang có những cái mức tăng rất là mạnh, Vinhome thì đã có thể là tích lũy thành công và đang có nhịp đi lên, và đối với VIX cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Cùng với đó thì là GAT cũng đang có những yếu tố tích cực hỗ trợ thị trường và một số các cái mã cổ phiếu về ngành bất động sản và ngành xây dựng, và Hùng cũng kỳ vọng rằng khả năng dòng tiền sẽ cần phải quay trở lại ở dòng ngân hàng và chứng khoán. Hiện tại cái dòng đấy đang rất là yếu. Thì về thị trường chung là như vậy. Về thị trường chung, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là Hùng đánh giá rằng lực hồi đang còn, và lực hồi này sẽ đập về vùng 985, và 985 sẽ kiểm tra lại sức mạnh của VN Index một lần nữa. Còn đối với HNX Index thì
HNX thì Hùng có một vẽ ở đây, đấy là vùng 106 đến vùng 108.5. Thì hiện tại thì sau khi chạm về biên dưới có đánh tụt qua cái ngưỡng hỗ trợ dưới, sau đó thì HNX đã quay trở lại về vùng trong cái vùng tích lũy này. Như thế là cái xu thế xấu đang tạm thời bị đẩy lùi, và chúng ta sẽ cùng kỳ vọng rằng là khi mà đã đi vào được cái vùng tiệm cận này thì HNX có thể sẽ có những phiên và có những tuần để có thể vượt thoát đi lên. Thì chúng ta có vượt thoát đi lên được hay không thì chúng ta sẽ cùng chờ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng chờ những cái tín hiệu của thị trường, chúng ta cũng không thể đoán mò được. Còn trên góc độ hiện tại thì Hùng cũng đang thấy rằng những cái lực hồi của HNX cũng đang khá là ok. Đó, thì thị trường của chúng ta đã có những cái lực hồi. Ok, phần thứ hai chúng ta xong và chúng ta đi đến phần thứ ba, đấy là chúng ta sẽ đi phân tích tất cả những cái mã cổ phiếu. Tất cả những cái mã cổ phiếu có dòng tiền, những cái mã cổ phiếu mạnh ở trên thị trường, và những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã phân tích và khuyến nghị cho các anh chị ở trên Zoom. Thì Hùng Lê vẫn nói lại với các anh chị một cái quan điểm xuyên suốt trên cái chặng đường đầu tư. Trên cái chặng đường đầu tư của Hùng Lê, đó là chúng ta là những nhà đầu tư, bản thân Hùng Lê cũng là những nhà đầu tư. Thì khi chúng ta có những cái góc nhìn, có những cái quan điểm giống nhau, các anh chị lưu ý như thế, có những góc nhìn, góc quan điểm giống nhau thì chúng ta cùng về về một cái mảnh đất để chúng ta cắm rùi cắm sào, để chúng ta canh tác, để chúng ta đầu tư đó, để chúng ta cùng hỗ trợ nhau phát triển trên cái con đường đó thôi, chứ cũng không có một cái gì nó là kinh khủng và nó có cái gì nó là ghê gớm. Và chính vì vậy nên là việc các anh chị có xin Hùng Lê tham gia Zoom thì Hùng Lê đã nói rồi. Nếu như các anh chị mà chưa có những cái điều kiện chuyển về để team của Hùng Lê thì các anh chị có thể hàng tuần có thể xem những cái bản tin, những cái bản tin của Hùng Lê, và sau đó thì các anh chị có thể hỏi trực tiếp Hùng Lê. Các anh chị biết là trong cái lead chat của Hùng Lê có rất nhiều những anh chị là chưa chuyển về team của Hùng Lê, nhưng mà vì các anh chị có hỏi về các mã cổ phiếu thì Hùng Lê hoàn toàn, nếu có thời gian, các anh chị lưu ý như thế, nếu có thời gian, bởi vì Hùng Lê cũng đang rất là bận. Hùng Lê cũng đang rất là bận, chính vì thế nên là có thời gian thì Hùng sẽ trả lời các anh chị. Còn tất cả thì Hùng sẽ, còn đối với những anh chị đã về team thì Hùng sẽ hỗ trợ ở trên Zoom, chủ yếu là hỗ trợ ở trên Zoom. Và cái cách mà Hùng hỗ trợ trên Zoom thì các anh chị cũng, những anh chị ở trong team thì các anh chị cũng đã quá hiểu Hùng Lê rồi. Tức là có những lúc Hùng Lê, mọi người có cảm tưởng là không thấy Hùng Lê ở trên Zoom, không thấy Hùng Lê ở trên Zoom, bảo Hùng Lê đi đâu. Nhưng mà cái cách của Hùng Lê, đấy là Hùng Lê muốn các anh chị giao dịch chậm lại, chúng ta chậm lại. Khi nào Hùng Lê cần xuất hiện thì Hùng Lê sẽ xuất hiện. Ví dụ, đó, ví dụ như VRE có điểm mua, ok, đúng ạ. Các anh chị không hề thấy Hùng Lê xuất hiện ở đâu cả, nhưng mà khi cổ phiếu VRE có những tín hiệu tốt, có những điểm mua thì ok, khi đấy Hùng sẽ xuất hiện. Tức là khi nào Hùng cần xuất hiện thì Hùng sẽ xuất hiện. Và cái Zoom của Hùng Lê đấy, Hùng cái cách mà trao đổi thông tin thì Hùng đã học được của một người bạn. Tức là bạn ấy tổ chức ở trên Zoom rất là khoa học, và dẫn đến là những cái thông tin tích cực và những cái thông tin đấy luôn luôn đọng lại ở trên Zoom. Nó không nhốn nháo, nó không nhảy múa như là trên thị trường. Thì đấy là một cái Hùng học được, và chính vì thế nên Hùng đã yêu cầu tất cả những anh chị ở trên Zoom là chúng ta sẽ có những cái quy tắc riêng để chúng ta trong quá trình mà chúng ta đầu tư, để chúng ta làm sao đó để chúng ta trao đổi được những cái thông tin nó là tốt nhất và nó là ok nhất. Và tất cả những cái mục đích đó cũng chỉ để phục vụ cộng đồng nhà đầu tư, phục vụ quý anh chị nhà đầu tư mà thôi. Đấy là cái mong muốn lớn nhất của Hùng Lê. Ok, chúng ta cùng điểm lại một số các cái mã cổ phiếu xuyên suốt ở trong team của chúng ta. SGS thì Hùng có đề cập đến ở đây, các anh chị có thể lưu ý lại ở vùng 22.5. Nếu như gãy vùng 22.5 chúng ta cần phải bán, và sau đó thì SGS đã có một cái lực rơi rất là mạnh. Hiện tại những cái lực cầu ở đây thì cũng khá là ok, khá là tích cực khi mà SGS đã rơi về chạm về vùng 18, và ở đây sẽ là vùng 19. 19 sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ mới của SGS. Các anh chị có hỏi Hùng có bắt đáy hay không, thì đối với hiện tại nếu mà chúng ta bắt đáy thì Hùng sẽ xem lại, có thể sẽ có một cái lực hồi của SGS ở đây quanh vùng giá 19 thì cũng có thể tham gia bắt đáy được với một cái tỷ trọng thấp vừa phải để đảm bảo về an toàn.
Nam Long, NLG. Đối với Nam Long thì các anh chị có thể xem những cái bản tin trước thì Hùng có khuyến nghị các anh chị đây là một cái cổ phiếu đáng để chúng ta đầu tư. Khi đó Hùng đã phân tích từ rất sớm khi mà cổ phiếu đã tạo nền quanh vùng giá 25, sau đó có một cái nền tích lũy ở đây quanh vùng giá 26.5 đến vùng 27.3. Thì đây là những cái vùng mà Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mở những cái điểm mua gom. Và sau những cái điểm mua gom đó thì đây, Nam Long đã có những cái phiên tăng, rũ tăng và có thể là đến, Hùng đã khuyến nghị các anh chị là vùng 28. Vùng 28 là cái vùng mua hết của cổ phiếu này, 28 Nam Long, vùng 28 đến vùng 28.2. Đấy là vùng mua hết của mã cổ phiếu Nam Long. Khi mà cổ phiếu đạt được những cái điểm về yếu tố kỹ thuật thì đây là những cái phiên mà chúng ta sẽ mở mua hết đối với cổ phiếu Nam Long. Và hiện tại thì Nam Long đang đi rất chắc, các anh chị lưu ý, Nam Long đang đi rất chắc, xây thành nào thì vững thành đó. Và Nam Long của chúng ta đã vượt thoát được thành công ở cái vùng ở đây là khoảng vùng 29.3. Rất tốt quanh vùng 29.3 và Nam Long đang có hai phiên test lại, các anh chị lưu ý. Nam Long đang có hai phiên test lại. Và nếu như kịch bản mà có test sâu và có test mạnh thì Nam Long cũng chỉ chạm về vùng 29. Cũng chỉ chạm, anh chị lưu ý nhé, cũng chỉ chạm về đến vùng 29. Và Hùng đánh giá rằng Nam Long có thể test khoảng một vài phiên nữa sẽ ở đây. Và sau đó thì cái đích đến của Nam Long Hùng đã phân tích rồi, ở vùng giá 31 là hoàn toàn hiện thực và hoàn toàn khả thi. Và Hùng đã khuyến nghị các anh chị Nam Long là một trong những mã cổ phiếu đáng để đầu tư. Và khi đó thì Hùng đã có phân tích cho các anh chị về lý thuyết sóng Elliott. Thì hiện tại là Nam Long đã hoàn thành một cái sóng chỉnh 1, xong đấy Nam Long tiếp tục có một sóng hồi 2 và một cái sóng chỉnh 3. Sóng chỉnh 3 thì Nam Long đã chỉnh về đây và như thế thì là đã hoàn thành sóng chỉnh. Và Hùng đánh giá rằng những cái nhịp test của Nam Long ở quanh vùng giá 25 đang khá là tốt, khá là ok. Thì khi đó thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua Nam Long. Và Nam Long là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư, mã cổ phiếu khá là mạnh. SDI. Đối với SDI thì các nhà tạo lập đang đánh khá là khó chịu, khá là dị. Tuy nhiên là những cái phiên rơi mạnh như thế này thì dòng tiền của SDI nó cũng không có nhiều. Và bây giờ vùng hỗ trợ của SDI vẫn là vùng giá 60. Đối với SDI thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Hùng đánh giá rằng sẽ có những phiên dòng tiền, chắc chắn là đối với SDI thì sẽ có những phiên dòng tiền đánh hút lên kiểu như thế này, thì chúng ta sẽ chờ từ vùng nền 60 thôi. PDR. Đối với PDR thì PDR sao lại có một cái nhịp rơi nó buồn cười như thế này, đang bị lỗi hay như thế nào nhỉ? Sao lại như thế này? Hiện tại thì Hùng chưa hiểu sao PDR lại có một cái gap như thế này. Ok, sẽ tìm hiểu lại. VRE, Hùng phân tích rồi. KBC và KDH, KBC. KBC thì hiện tại vẫn đang một cái trạng thái lình xình đi ngang thôi, không ổn. KBC nếu như phiên rơi như thế này thì KBC lại không ổn một tí nào. Không ổn. Đối với KBC thì hơi xấu rồi. Chúng ta cũng không thể đầu tư. Bởi vì khi đó Hùng có phân tích KBC ở quanh vùng giá 15.5 để đi về một cái target ở đây là khoảng vùng 17. Tuy nhiên tín hiệu kỹ thuật của ngày hôm nay như thế này thì đối với KBC nó sẽ bị phá tín hiệu kỹ thuật. KDH cũng không ổn, chưa ổn. Nói chung là chưa có những cái tín hiệu thực sự tích cực đối với mã cổ phiếu này. Dòng ngân hàng thì công thương Hùng phân tích rồi, dòng dầu khí có gap phân tích rồi, PLX, PVD, PVS và tất cả những cái mã cổ phiếu về dòng dầu khí thì Hùng đã phân tích rồi. Và đối với dòng dầu khí thì hiện tại Hùng đang lưu tâm với các anh chị là chúng ta sẽ canh chốt PVD, PVS và có thể thăm dò ở PLX thì Hùng đã khuyến nghị mua rồi, BSR Hùng đã khuyến nghị ngày hôm nay. BSR thì có thể đây quanh vùng bao nhiêu đây ạ? Hùng xem lại, 13.5. Ok, hàng không, chúng ta xem hàng không nào, NCT, nhạc của tôi. NCT vẫn là một trạng thái lình xình đi ngang, ok. Vẫn đang khá là tốt ở quanh nền giá
Quanh nền giá ở đây, quanh nền giá 69,5 đến nền giá 73. Và dòng tiền đã bắt đầu có những manh mún quay trở lại. Đã mua được hay chưa thì Hùng khẳng định là thời điểm này chúng ta cứ bình tĩnh. Còn đối với những anh chị nào mà chúng ta yêu thích cổ phiếu này quanh vùng giá 71, ok, mở mua thăm dò dần. Mở mua thăm dò dần 1/4 vị thế đối với cổ phiếu NCT. HVN vẫn chưa ổn, sau một phiên đẩy tăng mạnh thì HVN lại đang có những phiên lịch trình đi ngang ở đây. Và ở cái nền giá 40,5 vẫn lình xình ở nền giá 40,5, chưa có những yếu tố tích cực đặc biệt, xu thế đi ngang vẫn đang tiếp tục được xác lập. Và các anh chị lưu ý, nếu như mà HVN mà vẫn tiếp tục lình xình mà không vượt thoát lên được thì chúng ta cũng xem xét sẽ loại bỏ cổ phiếu này, bởi vì là khi một cái trạng thái lình xình đi ngang như này nó sẽ rất là nguy hiểm, sẽ dẫn đến một cái việc là thị trường khi gặp những yếu tố xấu của thị trường thì cổ phiếu nó sẽ rơi. Hòa Phát thì Hùng đã phân tích rồi. Một mã cổ phiếu TLH có trong danh mục của Hùng. Đối với TLH vẫn miệt mài đi ngang. Đấy, các anh chị thấy chưa, khi mà một mã cổ phiếu mà lình xình đi ngang thì không biết là nó đi ngang đến tầm nào và vẫn đi ngang. TLH vẫn đi ngang, nhưng Hùng vẫn đánh giá cao cổ phiếu này bởi vì những yếu tố đầu cơ của nó. Ok, vẫn một vùng đi ngang thế này thì nếu mà nó đi ngang thì hãy cứ tiếp tục để cho nó đi ngang. Trong tuần thì có những lúc cũng đánh vừa thoát đi ngang rồi, tức là đã đánh chạm về đâu? Đã chạm về vùng 5,8. Ok, đã có những lúc chạm về 5,8, tức là chạm về vùng kháng cự dày này thì cổ phiếu lại dội lại. Ok, không sao cả. Chúng ta cùng qua họ Viettel VTP, Viettel Post lại đang có những phiên đánh ngược lại đi lên. Tín hiệu kỹ thuật thì đang có cho thấy những cái lực hồi của Viettel Post. Tuy nhiên là nếu chúng ta tham gia ở những cái thời điểm này thì nó cũng khá là kinh, bởi vì là không biết nếu mà nó gãy hoặc nó sập khi nào thì cũng khá là khó biết. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể dựa vào những cái hình đi của Viettel Post ở trong cái tiên lượng kỹ thuật để chúng ta có thể tiên đoán được, thì những anh chị mà yêu thích cổ phiếu mã này thì cũng có thể tham gia được, bởi vì cũng đánh giá rằng khả năng thì lực hồi của cổ phiếu này sẽ còn và sẽ đánh vượt thoát cái vùng ở trên này, sẽ đánh vượt thoát được cái vùng 200 này. Khả năng cái vùng 200 này là nhà tạo lập sẽ đánh vượt thoát ở vùng này. Ok, chúng ta cùng đi mã cổ phiếu VGI. Đối với VGI thì một số các anh chị đã hỏi Hùng Lê là VGI ở tại thời điểm này thì chúng ta đã quan tâm trở lại được chưa? Thì trong một cái xu thế thì Hùng có đánh giá rằng khả năng VGI sẽ có những cái nhịp test chỉnh lại về đến vùng đây, khoảng vùng 19, thì như thế là nó sẽ đúng hơn với cái bản chất sóng. Tuy nhiên đối với VGI, khi về VGI chạm về kênh dưới đây, chạm về vùng 22, thì khi đó một số các anh chị có hỏi Hùng là có đã quan tâm lại VGI được chưa, thì Hùng có trả lời là chúng ta có thể mở mua VGI ở thời điểm này được rồi. Bởi vì VGI khi chạm về vùng 22 thì đấy cũng là một cái nền hỗ trợ, và đối với VGI thì hiện tại thì chúng ta cũng chỉ đánh ngắn. Hùng đánh giá là VGI cũng sẽ đánh ngắn ở một cái lực hồi ngắn thôi. Bởi vì dòng tiền hiện tại thì cũng chưa thực sự là khỏe, còn những cái tín hiệu hồi của VGI thì đã xuất hiện rồi. Ok, quanh vùng giá 22 và thậm chí là bây giờ nó đã chạy lên đến vùng giá 23 rồi thì thôi, chúng ta sẽ không mua. Những anh chị nào mà mua được ở vùng giá 22 thì có thể yên tâm để chúng ta nắm giữ và chúng ta chốt lời ở cái vùng giá cao hơn. VTK thì Hùng quan tâm ở vùng giá 25. Ok, nếu ở vùng giá 25 nhưng anh chị nào có thể mua thì cũng có thể tham gia. CTR lại ngúc ngắc đi lên. Ok, đi lên rồi thì thôi, chúng ta cũng không có đuổi. Khu công nghiệp
không có đề cập đến mã cổ phiếu D2D. Đối với D2D thì trong những bản tin phân tích trước thì cũng có đánh giá rằng cái nhịp này có thể D2D sẽ đánh chạm về vùng 125, chạm về vùng 125, và những cái tín hiệu hiện tại của D2D thì cũng đang khá là tích cực. Và một số anh chị có hỏi Hùng có mua D2D hay không thì Hùng đang có tiên lượng ở vùng giá 106. Tuy nhiên vùng 106 thì không chỉnh về đến đây, và cái mục tiêu của D2D thì khả năng trong nhịp này sẽ đánh tạm về vùng 125 đến vùng 130, thì như thế nó cũng sẽ là hết sóng ở nhịp D2D. Đầu cơ thì có TGG, một số mã đầu cơ Hùng sẽ xem nào. TGG sau những phiên tăng mạnh thì đã có những nhịp rũ và khá là cạn vôn, thì Hùng vẫn đánh giá là TGG có khả năng sẽ chạm về vùng 5.5 đến vùng giá 6. Thì sau những cái nhịp đánh rũ này thì khả năng là sẽ có những cái nhịp bươn quay trở lại. Và những mã cổ phiếu đầu cơ các anh chị lưu ý, đấy là những mã cổ phiếu mà Hùng luôn khuyến nghị các anh chị mở mua ở những cái điểm mua vừa phải. Những cái cổ phiếu trà đá chúng ta sẽ mua ở một góc độ là chúng ta đủ để uống trà đá. Hoàng Anh Gia Lai, hiện tại Hoàng Anh Gia Lai đang có những tín hiệu khá là ok, khá là tích cực khi mà Hoàng Anh Gia Lai tích lũy được thành công ở quanh vùng 5.3. Có hai phiên đẩy tăng mạnh và sau đó thì đang có một phiên rũ lại, thì Hùng có đánh giá bây giờ hiện tại thì ta sẽ quan sát tiếp ở vùng giá 5.45. 5.45 thậm chí là 5.4 đi, 5.4. Vùng 5.4 này sẽ là vùng điểm tựa, các anh chị lưu ý, sẽ là vùng điểm tựa của Hoàng Anh trong nhịp này. Và nếu như các anh chị yêu thích cổ phiếu đầu cơ có thể mở mua Hoàng Anh ở vùng giá 5.4, 1/4 đến 1/3 số định mua ở quanh vùng giá 5.4 của nhịp đánh này. Hiện tại thì cũng đang thấy rằng tín hiệu hồi của Hoàng Anh đang khá là tốt, và Hoàng Anh cũng đang có những cái tin game, đại loại như là những cái tin game. Ok, ITA là một trong những cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng theo dõi rất là sát trong cái nhịp phân tích trước. Hiện tại thì Hùng đang thấy rằng ITA có những nhịp ở quanh vùng 2.9 rất là đẹp. 2.9 rất là đẹp thì chúng ta cũng có thể, đối với ITA, những anh chị nào yêu thích mã cổ phiếu đầu cơ quanh vùng giá 2.9 cũng có thể mở mua 1/4 số định mua. Và đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà cũng đánh nhanh, lướt nhanh. Đối với ITA thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Hùng đang quan sát rằng hiện tại đang thấy những lực hồi sẽ có những lực hồi đến từ ITA cũng khá là ok. CRE Fit EVG. CRE thì vẫn đang có một cái nhịp đi ngang quanh vùng giá 26. EVG. Đối với EVG thì trong những bản tin trước thì cũng có đề cập đến vùng giá 2.8. Đối với vùng giá 2.8 chúng ta có thể mở mua. Đối với EVG thì cái tính đầu cơ của nó cũng khá là cao. Hùng đang thấy rằng những cái nhịp đánh của EVG cũng khá là ổn, khá là ok. Fit. Đối với Fit thì sau khi có một nhịp tăng thì Fit lại có những cái nhịp rũ. Khả năng là rũ cũng khá là sạch khi mà Fit đã rũ về đến tận vùng giá 3.2. Gần như rũ sạch và sau đó thì kéo lên. Thì đối với Fit thì Hùng vẫn đánh giá rằng trong giai đoạn hiện tại ở một cái nền giá 3.2 thì cũng có thể mở điểm mua. Đối với Fit cũng có thể mở điểm mua, và đối với Fit thì cái mức độ cái tính đầu cơ của Fit nó cũng khá là cao. Cái tính đầu cơ của Fit cũng khá là cao, và khi Fit mà đã bước vào một cái nhịp tăng giá thì nó cũng khá là kinh khủng. Thì với Fit thì Hùng vẫn khuyến nghị các anh chị, nếu chúng ta yêu thích đầu cơ thì quanh vùng giá 2.8 có thể tham gia. Ok. Một số các cái mã cổ phiếu lên sàn thì những mã cổ phiếu này không thực sự là tích cực. Chúng ta cũng không có phân tích. Chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu Bao Na. Đối với Bao Na thì những anh chị nào theo dõi những bản tin của Hùng Lê thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể biết được những cái thời điểm Hùng Lê khuyến nghị các anh chị mua.
Những thời điểm Hùng Lê khuyến nghị anh chị mua và những cái thời điểm Hùng Lê thấy được ở những cái nền tích lũy của ba con Na rất là tốt. Tuy nhiên là trong 2 tuần vừa qua, ba Na đã có một phiên rũ rất là mạnh, và chắc là phiên rũ này cộng với phiên rũ ngày hôm sau thì gần như tất cả những anh chị mà neo được ở vùng giá thấp thì đã bị rũ hết hàng ở đây, còn trên cái quan điểm hiện tại của Hùng đối với ba con Na. Ba con A thì đây chỉ mới là những cái điểm khởi tạo đầu tiên của những cái chân sóng thôi. Những cái điểm khởi tạo đầu tiên của chân sóng thì chắc chắn là nó sẽ có những cái việc rũ bỏ như thế này. Và việc cổ phiếu Bang Nam bây giờ xu thế hiện tại như nào thì Hùng đánh giá rằng lực hồi đang khá là tốt và khá là ok, và chúng ta sẽ cần chờ sang tuần thì cổ phiếu Bang Nam này cần phải vượt lại vùng 19. Và khi vượt được vùng 19 thì khi đó chúng ta mới có thể nói đến những cái câu chuyện tiếp theo của Ba Na, mới có thể nói đến những cái câu chuyện tiếp theo của Ba Na về đến cái vùng 22, về đến cái vùng 22 ở trong cái nhịp này thì về đến vùng 22 thì cổ phiếu này lại có những cái nhịp tiếp tục rũ bỏ, và khi đó thì chúng ta sẽ hàng tuần thì chúng ta sẽ phân tích. Và đối với Ba Con Na thì Hùng cũng đã khuyến nghị các anh chị gom lại. Đối với cổ phiếu Ba Na thì cũng đã khuyến nghị các anh chị là gom lại ở vùng xem xét gom lại ở vùng 17.5 đến vùng 18 Ba Na. Bởi vì Hùng đánh giá rằng đây là một mã cổ phiếu mạnh, và chính vì một mã cổ phiếu mạnh nên đường đi của cổ phiếu Ba Na có thể nó sẽ còn tiếp diễn. KDF, đối với mã KDF thì hiện tại là Hùng đang quan sát KDF ở quanh vùng 27.5. Sau khi có một cái nhịp chỉnh về vùng 27.5 thì đã có những cái phiên lình trình đi ngang ở đây. Tuy nhiên đối với KDF là một mã cổ phiếu với thanh khoản thấp, chính vì vậy nên là chúng ta có tham gia thì chúng ta sẽ tham gia ở một cái tỷ trọng vừa phải, một cái tỷ trọng vừa phải, các anh chị lưu ý. LCG, hiện tại thì LCG đang khá là yếu. Và những cái phiên rũ rất là mạnh của LCG ở đây, phiên rũ rất là mạnh, và hiện tại thì LCG lại về đúng cái vùng nền từ 10 đến vùng nền 11 để tích lũy trở lại, và đang có một cái ngưỡng ở đây là 10.5, thì cũng đang kỳ vọng rằng LCG có thể tích lũy lại thành công ở quanh vùng 10.5. Sau khi có những cái nhịp rũ như thế này thì tích lũy lại ở đây, và sau đó thì LCG lại có những phiên để đánh vượt thoát và tăng mạnh quay trở lại. Thì đối với LCG thì tín hiệu trong ngắn hạn thì đang khá là yếu, và chúng ta cần quan sát ở vùng 10.5. GEG, đối với GEG thì GEG đã có những cái nhịp rũ, và Hùng đang quan sát ở quanh vùng giá 21 thì nhịp rũ của GEG đã có những phiên rũ về vùng 21. Tuy nhiên là những cái nhịp đánh thốc lên như này thì cũng chưa thể là đủ tin tưởng, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát đối với mã cổ phiếu GEG thôi. TDM và FPT. TDM. Đối với TDM thì sau những cái nhịp rũ ở đây thì rũ không sâu, tức là về vùng 28 thì yếu tố tạo lập cực kỳ tốt. Tức là những cái phiên rũ này thì gần như là cái lượng tiền nó không ra, lượng tiền nó không ra, dẫn đến cái việc là cái dư địa để cổ phiếu này đánh tiếp khả năng là vẫn còn, cùng đánh giá vẫn còn. Và những cái phiên quay trở lại gần đây thì cổ phiếu này lại đang có những phiên quay lại về dòng tiền và lại chuẩn bị chạm vào cái ngưỡng nó vừa mới tạo ra được ở đây là ngưỡng 30.5. Thì mã cổ phiếu này thì sẽ có những câu hỏi là có đầu tư hay không. Thì đối với cổ phiếu này thì nó 50-50, tức là 5 ăn 5 thua. May mắn thì cổ phiếu sẽ tiếp tục đi lên, còn nếu không may mắn mà gặp những yếu tố bất thường thì có thể nó sẽ đao xuống. Tuy nhiên trên góc độ của Hùng Lê thì Hùng đánh giá rằng là cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu này đang còn và đang muốn đánh lên, ý là như vậy. FPT à? FPT. Ok, FPT thì Hùng đã phân tích ở đầu thị trường rồi. Vùng giá target ở vùng 50 đến khoảng vùng 51, thậm chí nếu đánh mạnh thì có thể chạm về vùng 52. Thì điểm mua thì không còn, còn chỉ có điểm chốt thôi. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới điểm qua toàn bộ về tình hình thị trường trong tuần vừa qua và điểm qua những cái mã cổ phiếu
đáng để đầu tư. Thì Hùng list lại một điều nữa, đó là những mã cổ phiếu mà Hùng đã chat ở trên Zoom, đấy chính là những mã cổ phiếu đáng để đầu tư. Đó là mã cổ phiếu VRE, đó là mã cổ phiếu Nam Long, đó là mã cổ phiếu Ba Con A, đó là mã cổ phiếu HPG. Đó, đúng không ạ? Đó là những cái mã cổ phiếu mà rất là mạnh và rất là tiềm năng để chúng ta có thể đầu tư ở trong cái giai đoạn hiện tại và trong cái giai đoạn tới. Còn về xu thế thị trường thì Hùng đã phân tích rồi, chúng ta sẽ có những cái ngưỡng rất là quan trọng 985 để chúng ta kiểm tra lại sức mạnh của toàn bộ thị trường. Còn đối với thị trường thế giới thì chúng ta thấy rằng Dow Jones đang có những cái nhịp tăng rất là tốt, Shanghai thì đang bị rơi mạnh và Nikkei 225 thì cũng đang có hình thành một cái nền tích lũy ở đây và có thể sẽ tăng tiếp khi mà đà tăng của thị trường vẫn đang còn. Và một yếu tố chúng ta cũng lưu ý đấy là giá dầu. Hiện tại thì giá dầu của ngày hôm nay 2 ngày 1, 2, 3 đã có 3 ngày giảm rất là mạnh, và đặc biệt là ngày hôm nay thì đang có một cây nến giảm rất là mạnh. Thì đây là một trong những điều lưu tâm đáng chú ý đối với dòng dầu khí. Và Hùng cũng đánh giá rằng là cái nhịp hồi này thì chúng ta có thể quan sát cái nhịp hồi này là dầu khí, nếu như dầu giá dầu thế giới không thủng vùng khoảng 62 đô thì có thể là cái cơ hội để dầu đi tiếp là còn. Tuy nhiên nếu mà việc mà giá dầu thủng ở vùng giá 62 thì như thế thì sẽ rất là xấu cho ngành dầu khí. Và trong những ngày nghỉ lễ thì giá dầu thế giới vẫn tiếp tục giao dịch, thì như thế chúng ta sẽ phải hết sức là chúng ta lưu tâm. Ok, vậy thì là câu chuyện về thị trường cũng như tất cả những câu chuyện về phân tích kỹ thuật thì Hùng Lê cũng đã có chia sẻ với tất cả các anh chị em rồi. Thì Hùng Lê cũng rất là mong muốn các anh chị em chúng ta sẽ về đồng hành cùng với Hùng Lê ở trên team chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, và sau đó thì cùng đồng hành với Hùng Lê trên suốt chặng đường đầu tư. Trên suốt chặng đường đó thì cái góc nhìn của Hùng Lê và cái quan điểm của Hùng Lê không bao giờ thay đổi, đó là chúng ta sẽ cố gắng để hoàn thiện hơn, cố gắng để cùng đồng hành và cố gắng để cùng có thể phân tích, đưa ra những cái phân tích nhận định tốt nhất về thị trường, phân tích nhận định tốt nhất về các cái mã cổ phiếu để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta ngày càng lớn mạnh. Và Hùng Lê cũng rất mong muốn là các anh chị khi xem kênh của Hùng Lê thì chúng ta sẽ đăng ký kênh để chúng ta cập nhật những cái bản tin hàng tuần của Hùng Lê, cũng như cái sự lớn mạnh của cộng đồng nhà đầu tư chính nó sẽ thể hiện qua cái số lượng mà người đăng ký kênh, số lượng người đăng ký kênh ngày càng nhiều lên, thì điều đó chứng tỏ rằng là những cái giá trị mà Hùng Lê mang lại cho cộng đồng nhà đầu tư khá là tốt và khá là ok. Và chúng ta sẽ có những cái ngày nghỉ lễ rất là dài. Hùng Lê cũng xin kính chúc toàn thể quý anh chị nhà đầu tư trên mọi miền đất nước có một cái kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và Hùng Lê cũng khuyên các anh chị là trong cái kỳ nghỉ lễ thì chúng ta hãy vứt bỏ hết toàn bộ thị trường, chúng ta hãy cứ đi chơi, đi vui, và chúng ta hãy dành những cái thời gian bên gia đình, và chúng ta tái tạo lại cái năng lượng, chúng ta tái tạo lại tất cả những cái sức lực của chúng ta để chúng ta có được một cái chặng đường đầu tư lâu dài và bền vững ở trên thị trường chứng khoán. Thân ái chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư. Thì có thể là bản tin ngày hôm nay tí nữa thì không biết là Hùng Lê có ghép được hai cái video vào với nhau hay không. Còn nếu Hùng Lê không ghép được thì Hùng Lê sẽ up lần lượt từng bản tin một, bởi vì là khi Hùng Lê đang thu âm thì nó bị lỗi, dẫn đến là Hùng Lê phải set up lại cái video thứ nhất và sau đó lại tiếp tục thu âm video thứ hai.